gồm có bên đây đó là thánh tử mây, kế bên là chị Trả, Thúy Nga. Yeah. Ôi mà ai chị Trả ra? Vậy chị Đại hả? Đại tỷ Thúy Nga. Chị hả? Đừng có kêu chị là chị Đại, nó lớn lắm. Chị gái. À, tiểu cô nương đi, tiểu cô nương đi. Wow. Vậy đi cho nó dễ thương. Yeah. Tại chị đang ngồi bên mây mà. Chị muốn làm sao chị giống như mưa vậy đó, nhẹ rơi bên mây. Rồi, kế bên là Nico Lan Trinh. Dạ, mình đây. Mình muốn giới thiệu thời trang gà móng đỏ. Gà móng đỏ. Cái gì? Gà móng đỏ. Mọi người thấy đó. Wow, wow. Bộ đồ ở nhà. Bộ đồ này không hiểu tại sao có thể như nào. Ừ. Và kế bên là trai đẹp sáu múi Liên Định Phát. Dĩ nhiên không thể thiếu linh hồn của chương trình, đó chính là tôi Sĩ Thanh. Mặc áo hiệu gì ra? Ủa, sao mày quan tâm xuống vậy? Không có, mọi người đang tập trung vô coi coi Miko nó coi gì kìa. Đang kiểm tra cái Miko của nó có bị lại nha. Và linh hồn của chương trình. Ủa, cũng không ai quan tâm tới cái linh hồn của chương trình đó. Đúng rồi, em xin giới thiệu lại nữa nghe. Thôi được rồi, bỏ. Tôi sẽ vào nhiệm vụ đầu tiên của chương trình. Có nội dung như sau. Xin chào chương trình du lịch kỳ thú. Chào chị thư ký xinh đẹp cùng các thám tử vui nhộn. Em tên là Nguyễn Minh Hoàng Phúc. Năm nay em 19 tuổi, sinh viên trường Hữu Tech. Em rất thích nuôi động vật, đặc biệt là khỉ và chó. Nên em viết thư về chương trình, mong muốn chương trình giúp em tìm hiểu giúp em về cách nuôi khỉ. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Xin mời Miko Lan Trinh. Dạ, trước khi mà coi clip cho em hỏi chị Nga, chị nghĩ là nếu mà nuôi khỉ là cần những điều kiện gì? Có chuối. Nuôi khỉ hả? Thì cái điều kiện là cái người chủ nhân nuôi khỉ sẽ cách hoạt động sinh hoạt hàng ngày phải nương tựa giống như một con khỉ vậy đó. Làm những lo cho khỉ nó mới hòa đồng với mình. Có lý. Còn Phát. Phát thì Phát nghĩ là khi mà nuôi một con vật gì đó, mình sẽ căn cứ vô cái môi trường sống của nó để mình theo. Ví dụ như khỉ thì nó thích leo trèo, thích chạy nhảy thì mình cần có không gian hay ở cái chỗ để cho nó leo trèo chẳng hạn vậy. Mời mọi người xem clip nha. Chào các bạn, và hiện tại thì Miko Lan Trinh đang trên đường để tìm kiếm vị khán giả sẽ đồng hành cùng Miko đi học bộ môn xiếc khỉ. Dạ, em chào chị Yên. Chào chị Yên. Hả? Không quen em đâu mà em chụp giật. Em là Phúc, em đi kiếm người dạy xiếc khỉ hả chị? À trời ơi, cao lớn đẹp trai quá ta. Ủa, mà sao tự nhiên mê khỉ vậy? Em thích khỉ từ nhỏ rồi, nhưng mà đến bây giờ em có điều kiện để em nuôi. Em đang cô đơn. Vâng, em rất là cô đơn. Ê, chị nghĩ là cô đơn á thì nên tìm gấu á, đừng có tìm khỉ. Dạ, em chưa đủ 18 tuổi. Hả? Mười mấy tuổi? Em 17. À thôi, ráng cô đơn thêm một năm để vậy chơi khỉ được nha. Dạ. Chơi khỉ năm sau đi tìm gấu ha. Dạ. Ủa nhưng mà em biết gì về bộ dạy cho khỉ không? Biết không? Không, em không biết thì em mới phải đi tìm hiểu cho chị. Thì chị nghĩ là muốn dạy cho khỉ mình phải làm động tác, mình phải dạy cho nó, mình thị phạm cho nó. Em muốn nó làm được động tác gì em phải làm lại cho nó coi. Em muốn nó làm sao? Em muốn nó... Ơi, diễn thử coi. Em muốn nó đi hai chân. Em muốn nó đi bằng hai chi trước, hai chân trước. Ờ, rồi làm thử coi. Không, em không làm được. Làm điệu bộ kinh công coi. Không em. Chị sẽ giới thiệu với em một nhân vật đặc biệt. Em có biết tại sao chúng ta có vị khách đặc biệt này không? Em không biết tại sao. Thì á, bên cạnh hôm nay là mình học về dạy khỉ, nhưng mà mình sẽ làm một cuộc thí nghiệm nhỏ. Wow. Đó là chó với khỉ liệu có ở gần nhau được không? Ở chung được không? Quấn lộn rồi vậy. Nó em. Em nghĩ là không. Không á? Em sợ nó đánh lộn. Đánh lộn. Vậy nếu như mà hai đứa mà ở gần nhau thì con nào ăn hiếp con nào? Thì em nghĩ là con khỉ nó khôn hơn, nó sẽ ăn hiếp con chó. Chó kia. À thế à. Chị nghĩ ngược lại đi ha, hai chị em mình cá cược nhỏ nhỏ nhau nha. Dạ. Dạ. Ê chào anh. Dạ chú. Ê. Nào. Làm quen hai em làm quen. Làm quen đi nào, làm quen. Nào. Đó. Rồi. Dạy. À, giới thiệu với em đây là anh Trung, là huấn luyện viên xiếc khỉ. Dạ. Xin chào anh ạ. À. Chào em. Dạ, tụi em là em tên Trinh mà lại bằng Phúc. À, tụi em đang muốn học về cách làm sao để có thể làm bạn với những bạn khỉ được ạ. Dạ, anh xíu nha, là anh đã
theo cái bộ môn này từ bao lâu rồi và tại sao anh lại yêu thích nó ạ? Nghề này anh làm 25 năm. Là nếu mà vô trong đoàn xiếc thì anh làm thú. Hồi xưa là voi với ngựa với chó cũng có, nhưng mà giờ là bên khỉ, chuyên về khỉ. Thế người ta kêu là thấy chó đã rất là thông minh rồi, thì anh so sánh giữa dạy khỉ với dạy chó cái nào dễ hơn? Con nào thì nó thông minh nhưng mà mình huấn luyện nó, dạy nó thì nó sẽ khôn, nó sẽ thông minh. Thì con nào nó cũng thông minh. Phải mất bao lâu để huấn luyện? Dạy con chó thì 7-8 tháng, dạ. Còn con khỉ thì phải 1 năm. Một năm. Ví dụ xay lúa, giao gạo, đúng tay, nhào lộn. Giờ hiện tại là em đang rất là muốn nuôi khỉ, vậy thì bây giờ anh có thể cho em từng bước để nuôi nó từ đầu? Nếu mà em thích nuôi khỉ á, mà nuôi khỉ là nuôi chơi là nó khác, còn mua làm xiếc để nó là khác. Tại con khỉ làm xiếc là nó khác với khỉ nuôi. Dạ. Khỉ nuôi người ta nuôi con nào cũng được, nhưng mà khỉ xiếc là không thể lựa con nào cũng được. Sao vậy anh? Vậy là phải con nào? Tại vì khỉ nếu mà khỉ xiếc á thì nó có loại, cái loại lông vàng nó rất là khôn, mà nó biết đi xe đạp. Còn không có khỉ nào, nếu mà không có lông vàng thì không bao giờ đi khỉ đi xe đạp. Lông vàng, phải mua lông vàng nha. Các bước để mình thân thiết với một bé khỉ rồi mình có thể bắt đầu huấn luyện bé là như thế nào? Thì bước đầu thì em phải làm quen nó, em phải gần gũi nó, để sau này em đặt tên cho nó. Rồi em biết, rồi bắt đầu nó biết em là chủ nó thì em biết dạy được. Bước đầu thì nó hơi khó, tại vì nó chưa biết em. Mình học đạp xe đạp đi, thì là mình phải làm gì ạ? Bước đầu là cho nó đi hai chân. Đi hai chân. Bắt đầu là em phải dạy cho nó đi hai chân. Đi trước mới tập mấy cái kia được. Đi hai chân được thì nó sẽ tập được cái động tác. Giống như người đi được hai chân thì em lại bắt đầu cho nó ngồi ghế, rồi ngồi bắt nó gác chân này, rồi mà nó chào. Là cái sở trường bắt đầu để cho nó quen biết đi hết, bắt đầu mình lại tập các động tác khác. Cái còn cái tiết mục xe đạp thì nó là với đứng tay là nó loại đỉnh cao, mà nó là rất là khó, nó là phải kỹ thuật kỹ năng nhiều. Mà anh còn đây con chó của em giờ huấn luyện làm sao anh? Nếu mà con chó này em muốn huấn luyện nó sủ á thì em hàng ngày em biết tên nó thì em tập cho nó sủ, hoặc là em muốn cho nó đi hai chân em tập nó đi hai chân. Thì em dạy thì hàng ngày em chưa tấm hai cái chân trước em dắt nó đi, nó sẽ đi được. Em có phải có một cái câu mệnh lệnh gì không? Có, thì có tín hiệu riêng của nó, là ví dụ em kêu ấp là nó làm, mà còn nếu mà em muốn cho nó nghỉ thì em phải nói tín hiệu của em. Dạ, đúng rồi. Vậy còn dạy con khỉ thì cũng vậy luôn ha? Thì thú là nó tiếng ấp với à. Ấp là làm. Bây giờ mấy chó rồi. Muốn cho con khỉ ở với con chó. Đúng rồi. Thì chúng nó có ở được với nhau. Thì nếu mà em muốn cho con khỉ với con chó thì nó tại vì hai cái vật nó không đúng, nó cùng nó không đồng giống với nó. Nên nó bây giờ mình muốn cho nó gần thì hơi khó, nhưng mà nếu mà em muốn cho gần thì hàng ngày thì em phải tập cho nó. Cho nó để làm quên hơi rồi, thú vị, quên tìm hiểu hoài. Rồi hắn sẽ quên được chứ không phải là không quên được. Nhưng mà nó phải có thời gian. Đấy, chứ. Nhây. Đây. Ngồi xuống, rồi. Ngồi xuống. Rồi này, rồi. Ngồi. Chân. Lại đâu. Rồi, chào. Cá lên. Đây, chào. Bây giờ là nó chưa làm được, mai mốt nó làm được, em chỉ cần tín hiệu em nhắc là chào là nó đưa tay lên nó chào thôi. Chứ không phải cần cái cây này. Còn nếu nó làm được mình có thưởng gì cho nó không? Có, mình phải thưởng đồ ăn cho nó. Dạ. Xoay đi em. Đứng gần rồi. Quay, ra. Nhất. Ra. Cái gì? Tay đi. Ra. Ra. Nhất. Ra. Bốn cây vô. Đập. Cái thằng bé này hiền quá, đưa ghế chị nè. Đạp đi con, đạp đi. Ấm hết, đứng rồi chị. Đạp. À, nè. Đạp đi. Thôi, mệt quá. Đạp, muốn dạy khỉ là phải xung. Đạp đi. Thấy chưa, nó đạp kìa. đúng rồi. Hai anh em thân nhau rồi đó hả? Dạ. Vậy bé tên gì? Chưa có tên nữa. Vậy em đặt tên cho nó đi. Em đặt tên là Miko được không?
Rồi bây giờ mình sẽ thử cái bài test cuối cùng, đó là thử cho chó với khỉ có chơi được với nhau hay không. Dạ. Rồi, để coi là chị với em ai thắng nha. Ivan ơi. Ê. Nào, không được đánh bạn nghe chưa Pico. Ivan ơi, nè chơi nha. Úi trời. Từ từ, bạn. Đánh đá, mà. Đánh đá quá à. Bạn mà. Bạn mà chơi. Ôi. Ôi. Số nè con, Pico. Vậy là hôm nay chúng ta đã có một buổi học ngắn. À, tất nhiên là vẫn chưa biết được nhiều, nhưng mà mình cũng biết được các quy trình, và như vậy thì cần rất nhiều sự kiên nhẫn để có thể dạy được các bé thú có thể làm theo ý mình. Thay mặt chương trình Du lịch Kỳ Thú, em rất cảm ơn anh Trung ạ. Còn Phúc, em có hài lòng với ngày hôm nay, những gì mà Du lịch Kỳ Thú đã kết nối em với anh Trung không? Em rất là vui và khi đã đạt được cái mong ước của mình bao lâu nay. Và ngày mai, chắc chắn ngày mai em về em sẽ mua một con khỉ và em đặt tên nó là Miko. Miko. Rồi, rất là cảm ơn anh Trung, rất cảm ơn Phúc. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phim trường của Du lịch Kỳ Thú. Rồi. Kỳ công mọi người à. Hồi nãy em nghe thấy chị Nga nói là như vậy thì con khỉ nó không có khôn bằng con chó. Nhưng mà em nghĩ là hai con á, tại con khỉ là nó không có thuần bằng con chó mới đúng hơn. Chứ không phải là không khôn, có nghĩa là con khỉ nó cần thời gian để nó nghe lời mình, trong khi con chó giống như nó đẻ ra là nó đã rất là quấn người, nó thuần với con người nên nó chịu nghe lời con người. Còn khôn hơn thì mình chưa thể nói được là con khỉ với con chó con nào khôn hơn đâu. Ý là nếu nó đã chịu nghe lời mình thì nó sẽ làm. Mới nay sao em không hỏi, em hỏi kỹ lúc mà huấn luyện mà cho con khỉ mà nó chịu làm, cho nó ăn gì vậy? Bánh thưởng chị. Là bánh cái gì loại vậy? Thức ăn của cái loài vật đó. Nào. Ví dụ như mà bây giờ mà huấn luyện Miko mà nó nghe lời rồi thì cho nó ăn cái gì? Cho trà sữa. À, trà sữa hả? Ê, tính là cũng đúng. Dễ dài chứ. Ê, chưa gì hết, em hiểu chị quá luôn rồi đó. Còn chị Nga thích cái gì nói? Chị Nga hả, chắc là thích trai. Chị khó lắm. Dạ không, ý là ngọc trai đó chị. Ờ, ngọc trai, đúng rồi. Chị em nói em chữ ngọc nha, còn em nói chữ trai là em sai trái đó. Rồi, ngọc bây giờ trai. Mình sẽ qua cái clip kế tiếp mọi người ơi. Bỏ chuyện trai gái đâu qua mà quên đi, chúng ta sẽ đến cái game thủ. Ờ, rồi, chúng ta kỳ thú mà có nói gì đâu không ạ. Với một người thân tình. Đừng nhắc gì tới trai. Đúng vậy. Rồi, nội dung của nhiệm vụ thứ hai có nội dung như sau. Em tên là Lê Trần Khánh Văn, năm nay em 17 tuổi. Ngoài việc học thì em rất đam mê chơi game. Em mong muốn chương trình tìm hiểu giúp em về công việc và cuộc sống thường ngày của một game thủ là như thế nào, để em có thêm định hướng cho nghề nghiệp sắp tới của mình. Em xin cảm ơn. Xin mời Mai. Đúng rồi, mê chơi game là đúng em. Hồi đó anh cũng mê chơi game, bị ba má quánh quá trời. Có ăn cắp tiền đi chơi game không? Không. Chứ lấy tiền nào trời. Chơi game tại nhà. Mấy người chơi game là hay có bố mắt lắm. Tại chơi riết bị lòa mắt luôn á. Xin lỗi mọi người nha, bây giờ mọi người xem clip là sẽ thấy là sai hoàn toàn. Mời coi clip. Là sai trái hả? Rồi cho coi đi. Ủa, chơi game thôi mà sao là phải tìm hiểu nhỉ? Ngày xưa nhớ mình cũng từng chơi game nhiều lắm mà chẳng qua ba mẹ cấm thôi, nên giờ mình chuyển qua chơi game điện thoại. Ủa, tới nào vậy? Xin chào quý vị khán giả và các bạn. Nhận được cái nhiệm vụ của sĩ Thanh đưa cho mình theo lời yêu cầu của một bạn khán giả nhỏ tuổi, tìm hiểu về thế giới game thủ. Thì với kinh nghiệm một người từng chơi game từ rất lâu rồi thì mình thấy... Ủa sao mình không có kiến thức gì về cái thế giới game thủ vậy ta? Cho nên là mình sẽ phải nhờ những người đã từng chơi game, mà phải nói là chơi game chuyên nghiệp, chúng ta sẽ tìm hiểu được chặng đường của một game thủ là như thế nào, và tại sao bây giờ giới trẻ lại có nhiều người đi vào con đường game thủ như vậy. Giờ xíu mình gọi điện hẹn cái đã. Alo. À, em hả? Nhớ cái hẹn của anh không?
Dạ. Xin chào mọi người. Dạ, hello. Và đây là bạn Hậu Nguyễn và bạn Minh. À, mình tên thật là Nguyễn Văn Hậu. Mình tên là Minh. Cho hỏi Hậu là Hậu rất là trẻ tuổi, thì cái quá trình thi đấu của Hậu là được bao nhiêu lâu rồi? Em thì tham gia thi đấu chuyên nghiệp được 1.5 năm rồi, vừa đủ 17 tuổi là thi đấu. Hồi đầu mà mình mới bắt đầu chơi game á, và cái lúc mà mình bắt đầu đi đánh giải, gia đình có nói gì không? Dạ thì cũng có, tại vì giai đoạn đó thì kiểu em suốt ngày thì em cứ rú trong phòng em chơi game thôi. Nhưng mà tới lúc thì kiểu em được thi đấu rồi, kiểu kiếm được tiền từ game á, thì từ từ thì kiểu nhà em cũng ủng hộ. Thật ra cái thời điểm đó, ngay cả gia đình của em thì cũng chưa thực sự ủng hộ. Cũng là lúc đó là em được đi chung với thế giới, thì bắt đầu gia đình thì có cái nghề như vậy và cái nghề này kiếm được tiền, thì gia đình bắt đầu ủng hộ. Bước qua khỏi giai đoạn game thủ rồi, bây giờ chuyển qua giai đoạn huấn luyện rồi. Vậy thì cho hỏi là anh đã bao nhiêu năm trong cái đấu trường game? Chơi chuyên nghiệp là từ 2012. Dạ. Thì tới 2016 là giải nghệ. Ủa sao mới có 4 năm mà sao không đấu nữa? Thi đấu chuyên nghiệp là cũng là 21-22 tuổi rồi. Thường á, cái tuổi của game thủ á, là tầm tới cỡ 25-26 là bắt đầu mình sẽ tự cảm giác được là cái kỹ năng của mình á, nó không còn được nhạy nữa. Thành tích gần đây nhất của Hậu là chiếc vé tham dự All Star thế giới. Đó là một giải đấu quy tụ những game thủ nổi tiếng trên thế giới á. Vậy thì thành tích cao nhất mà anh Minh đạt được trong sự nghiệp chơi mình là vô địch vòng loại Đông Nam Á để đi chung kết thế giới vào năm 2012. Wow, giải đó là giải gì chứ? Giải nó tên là World Championship. Vậy thì hàng ngày mình phải luyện những cái kỹ năng nào để mà có thể chơi đấu những giải sắp tới vậy? Thời gian tụi em tập luyện á, chắc khoảng 8-10 tiếng. 8-10 tiếng? Bao gồm là tập luyện chiến thuật, tập luyện kỹ năng. Tưởng là chơi thì cứ ngồi vô rồi bấm cái phím tập luyện là sao? Là luyện cho ngón nhanh hơn, luyện di chuột nhanh hơn hay thế nào? À không, em nghĩ là luyện cho não á. À, luyện não hả? Dạ, tại vì game này nó thiên hướng chiến thuật là nhiều nhất. Mình vừa phải phối hợp với một đồng đội rồi vừa phải đưa ra những quyết định chung với nhau. Định hướng tương lai của Hậu là như thế nào? Về lâu về dài, về lâu về dài. Thí dụ như lúc mà giai đoạn mình chơi mà mình là game thủ nổi tiếng đi, thì có nhiều người thích mình, họ muốn xem mình đánh, thì mình có thể trở thành streamer để các bạn có thể theo dõi, làm huấn luyện viên giống như em đã từng làm. Và thật ra có một cái quan điểm phổ biến là game thủ là cũng chỉ là cắm mặt vào máy tính cả ngày lẫn đêm. Giống như những vận động viên khác thôi, thì ai cũng cần phải tập luyện, thì bây giờ mình cũng phải ngồi trên máy mình tập luyện để mình thi đấu tốt hơn. Trong quá trình thi đấu, hai người đã có những cái kỷ niệm nào vui, kỷ niệm nào buồn, kỷ niệm nào đáng nhớ có thể kể lại được không? Trong quá trình thi đấu mình sẽ thắng được một đội mình không thể thắng ấy. Lúc đó là mình bứt phá nên là cả đội thắng với nhau thì cứ ăn mừng chung với nhau thì nó sẽ rất là vui. Tới lúc mình thua không đạt được kỳ vọng của họ thì mình sẽ có phần nào là bị trách móc. Thì nó cũng là một áp lực rất là lớn, nhất là đối với các bạn game thủ mới có 17-18 tuổi thì cái áp lực đó nó sẽ còn nặng hơn rất là nhiều. Nói về môn thể thao điện tử thì hiện tại rất nhiều giải đấu mà phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, tổng giải thưởng hàng năm lên đến cả chục triệu đô. Có thể nói thì từ khi nếu các bạn vô địch thì các bạn sẽ trở thành một triệu phú thực sự. Đó là những phần thưởng rất là lớn và phần thưởng rất là xứng đáng đối với những các bạn game thủ chuyên nghiệp. Như bộ môn thể thao liên minh điện thoại chẳng hạn, thì môn thì này thì mức thu nhập của các bạn như trong team FFQ hiện tại, mức trung bình của các bạn cũng không dưới 20 triệu một tháng. Đó là chưa kể đến các một số các nguồn thu khác. Ngoài tài năng bẩm sinh thì các bạn cần có những kỹ năng khác trong quá trình tập luyện thể giúp các bạn trau dồi, như khả năng giao tiếp, khả năng phân tích tình huống và đưa ra những quyết định nhanh và chính xác trong khoảng thời gian ngắn nhất. Thứ ba là khả năng chịu được áp lực, vì khi thi đấu các bạn phải thi đấu với một áp lực cực kỳ cao và lượng khán giả cực kỳ đông, vì các trận đấu của thể thao điện tử chuyên nghiệp thường thường được tổ chức ở một sân vận động. Chúng ta đang ở trong phòng train, còn gọi là phòng huấn luyện của các game thủ. Thì theo như Mai thấy thì các bạn đang hình như đang thi đấu. Anh ơi, bạn ơi, xin lỗi cho mình hỏi các game thủ ở đây họ đang làm gì nhỉ? Hiện tại họ đang trong cái thời gian tập luyện với những cái đội khác. Sau cái thời gian tập luyện đội như thế này thì các bạn có thời gian rảnh thì các bạn sẽ tự tập luyện cá nhân của mình. Đang tập luyện với đội khác, là đội khác là đội nào vậy? Hiện tại thì đây là đội đến từ khu vực EMS, khu vực Đài Loan. Tránh việc là bạn sẽ đấu với những đội cùng khu vực hiện tại và họ sẽ biết chiến thuật của bạn. Sau khi cái trận đấu này thì mọi người sẽ làm gì? Hiện tại thì sau mỗi trận thì cả đội sẽ cùng ra để xem lại cái trận đấu, xem lại cái đội thi đấu như thế nào. Và cùng thảo luận và bàn luận xem là lỗi như thế nào hay là bị gặp phải những vấn đề gì hoặc những điều đã làm tốt thì có thể tiếp tục phát huy. Thì đa điện tử trên thế giới thì theo hướng nhận định của mình đó, thì đang phát triển rất là khá là mạnh mẽ. Đặc biệt là ở Hàn Quốc và Trung Quốc.
khác ở thể thao truyền thống như thế nào. Thì đây là môn thể thao khán giả người ta có thể tương tác lại khi mà người ta xem trận đấu đó, ta có thể bàn luận, bình luận hoặc là cùng đưa ra ý kiến cá nhân về trận đấu đó cho tất cả các người xem khác người ta có thể thấy được. Nên vô tình nó sẽ hút rất nhiều người xem, thu hút được một cái lượng tương tác khá là lớn. Ở Hàn Quốc và Trung Quốc được công nhận là một trong những ngành nghề rất là hot và có rất nhiều bạn đã thành công và trở thành rất là giàu có khi trở thành một vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp. Sau những giờ thi đấu và huấn luyện thì các em thủ của chúng ta sẽ cũng có những cái giây phút mà rời xa máy tính một chút xíu, thư giãn một chút xíu tại một quán cà phê dành riêng cho các em thủ. Xem nha. Xin lỗi xen ngang xíu nha, mọi người đang theo dõi trận đấu à? Dạ đúng rồi. À, xin lỗi xen ngang xíu. Thì mình đi theo các bạn cũng được cả ngày trời rồi, thì cũng theo dõi được cả tất cả quá trình của bạn rồi. Bây giờ có một câu hỏi cuối cùng cũng là mục đích cuối cùng. Đó là làm thế nào để trở thành một game thủ, hay là một người muốn làm một game thủ thì phải như thế nào đây? Để trở thành một game thủ chuyên nghiệp thì nghĩa đầu tiên là phải có cái năng khiếu là tổ chức. Năng khiếu là một phần đi đôi với là cái ý thức tập luyện và sự cố gắng, nỗ lực. Thì khi mà có năng khiếu, có nỗ lực thì thành công người chắc chắn sẽ tới các bạn. Nó gần như mà như các môn thể thao khác như bóng đá hay năng khiếu, gần như nỗ lực. Mà ví dụ mình có năng khiếu, có nỗ lực rồi mình thi đấu thời gian dài, mình cảm thấy mình tốt rồi, thì mình muốn gia nhập vào một đội thì mình phải như thế nào? Thí dụ như đội của các bạn. Nếu mà sau khi thi đấu thời gian dài mà có năng khiếu, được là có nỗ lực, thì thường là các đội lớn sẽ gần như là sẽ chào mời, nghĩa là họ sẽ muốn tuyển cái vận động viên giỏi đó về. Và thường là như vậy. Còn nếu bạn muốn đến một điểm đến thì bạn có thể tự đề nghị có câu lạc bộ, cái đội chủ sở hữu, nghĩa là muốn đến với đội nào đó thì có thể được. Nghĩa là tùy với cái vấn đề năng lực của bạn như thế nào thôi. Vậy là hôm nay là chúng ta thấy là game thủ gần như là một nghề luôn. Cần như là một bộ môn thi đấu giống như các vận động viên vậy đó. Cũng là thi đấu, cũng là mà thi đấu là còn có lương nữa. Thí dụ như một biên tập viên năm nay là 34 tuổi như tôi chẳng hạn, muốn gia nhập vào đội tuyển game của các bạn thì được không nhỉ? Dạ không. Mấy bạn đối xử tôi vậy luôn. Thì để cho dễ hiểu thì May xin phép thu nó về một cái ví dụ, nó giống như là về bộ môn bida chẳng hạn. Trước đây là người ta vốn có cái nhìn không tốt về bộ môn bida. Thấy chơi bida là thấy bảo là chơi bời leo lỏng này nọ. Nhưng mà sau đó thì bida cũng là một bộ môn được đưa vào thi đấu thể thao quốc tế. Thì cũng giống như chơi game này, chơi ngày thường thông thường thì nó là một bộ môn giải trí, chơi ở nhà. Giải trí thôi thì không sao, mà nếu mà lậm quá, chơi quá thì nó sẽ gây ra hại, thì người ta mới kỳ thị về game. Nhưng mà sau này khi đã có một cộng đồng game lớn mạnh và đã có những người thi đấu chuyên nghiệp và họ được gọi là game thủ, và họ kiếm được tiền nhờ chơi game, thì lúc đó nó được mới thành gọi là thể thao điện tử. Sao Chinh có nghĩa hiểu theo cái chữ thể thao có nghĩa là phải vận động tay chân, nhưng bây giờ hình như cái chữ thể thao có nghĩa là thi đấu là thể thao hả? Không, cái này cũng vận động tay chân, vận động trí óc mà. Vận động trí óc. Thật ra là game là một cái bộ môn là nó cũng luyện cái trí tuệ của mình để mình nhanh nhạy bén. Nhưng mà thực sự để với là một cái những cái người mà để giỏi như vậy là phải học cũng luyện dữ lắm. Mà đa phần những người mà chơi game mà trước khi để quá trình mà để mà trưởng thành mà để thành công thì họ cũng bị gia đình cũng chửi cho dố dữ lắm. Những cái thế hệ trước thì thường là bậc phụ huynh thì thường là không ủng hộ game, còn cái chơi game thường bị hư, bỏ bê học tập này kia. Còn bây giờ càng ngày phát triển đi thì bây giờ thấy là ok, giống như mày nói là cái game nó đã có một cái mặt tích cực rồi á, thì mỗi một cái môn thể thao nó đều có một cái đặc thù riêng của nó đó. Đang thắc mắc một cái đó là thí dụ như game thủ thì họ có cái độ tuổi chơi hay không, và nếu mà họ không còn chơi game thì họ sẽ làm cái gì? Như nãy đã nói, game thủ vốn cũng có độ tuổi, và độ tuổi của game thủ thì rất là trẻ. Khoảng từ 18 cho tới 22 đó là cái khoảng độ tuổi mà đẹp nhất, tốt nhất cho một game thủ. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì họ sẽ giống như trong clip, thì anh đó sẽ chuyển thành huấn luyện viên cho những bạn đấu thủ trẻ hơn. Như đá banh vậy đó. Là huấn luyện game. Và sau khi huấn luyện xong rồi thì anh có thể chuyển một nghề khác là nghề streamer. Bởi vì bây giờ cộng đồng về game streamer rất là đông. Streamer nghĩa là sao?
tạm gọi là truyền hình trực tiếp cái cảnh anh ấy đang chơi game lại. Sẽ có rất nhiều người hâm mộ của anh ấy thích và xem cái cảnh anh ấy chơi game. Trời ơi, chị thật ra là về cái về game ấy, chị ít theo dõi nên hầu như là khi mà nói tới game chị giống như là đứa trẻ mới lớn không biết gì luôn. Chị ngây thơ luôn. Nói chung là nếu với bạn khán giả Trần Lê Khánh Văn này, năm nay là bạn 17 tuổi, cái độ tuổi để chơi game và trở thành một cái game thủ chuyên nghiệp thì độ tuổi nó không có dài. Đối với một cái nghề mà cái thời lượng mà cái tuổi thọ nó không có cao. 4 năm, 18, 22. Và nếu như bạn muốn theo cái nghề này thì bạn phải thực sự là đam mê và thực sự là cực kỳ mê. Và mình phải thật sự là cái bộ não kinh khủng lắm nếu mới có thể trở thành một cái game thủ chuyên nghiệp. Còn không thôi mình chỉ chơi qua la thì đừng có uổng phí cái công sức và thời gian của mình chơi. Mình nên làm những công việc gì đó. Môn nào cũng vậy hết á. Đúng rồi, môn nào cũng phù hợp. Đôi khi ta dùng cái đó ta giải trí vậy. Muốn là trở thành một game thủ thì nên tìm tới đâu và nên học tập với ai và sau đó thì có công việc gì đó để bạn làm. Được không? Đó, tìm hiểu ra chưa? Cái này thì cộng đồng này thật ra mọi người không biết chứ nó rất lớn mạnh. Nó lớn mạnh tới một cái mức là bạn đừng có đi tìm họ. Nếu bạn chơi đủ giỏi họ sẽ tìm bạn. Có người đi săn rồi phải không? Giống như là mình có những người đi săn luôn. Hy vọng là bạn Lê Trần Khánh Văn khi mà xem clip này thì bạn hãy sáng suốt tìm ra con đường mà bạn muốn chọn sau này. Đó là một game thủ hay là một cái nghề gì đó thích hợp với bạn hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bình chọn thám tử xuất sắc nhất của tuần. Trời ơi, mọi người chuẩn bị nha. Đầu tiên sẽ là clip của Michelangelo huấn luyện khỉ và chó. 1, 2, 3. Ôi, ghê, đỏ luôn. Đỏ luôn. Đỏ hết đây, mình chờ đỏ qua đen được không? Đen được luôn. Ok. Tôi cho đỏ thì cho mấy con khỉ dễ thương chứ không phải cho bạn. Tôi biết bạn rồi, bạn không bao giờ cho tôi đỏ. Rồi, sau đây sẽ là clip của May tìm hiểu về game thủ. 1, 2, 3. Chị Nga cho đen. Rồi chị tự chị dìm luôn vậy đó. Chị không thích game mà, chịu không? Đúng rồi, chị không thích game mà, chị rất là rõ ràng. Chúc mừng Miko trở thành thám tử xuất sắc của con. Trời ơi, vinh dự quá, cảm ơn mọi người. Tuần sau chúng ta sẽ đến một tiểu mục rất quen thuộc, đó là Việt Nam trong mắt người nước ngoài. Và một lá thư nữa của bạn khán giả gửi về chương trình có nội dung như sau. Khán giả giấu tên gửi những thám tử vui nhộn. Em có một niềm đam mê với mô tô, nhưng hiện em còn nhỏ tuổi quá. Em xin được giấu tên tuổi của mình, em sợ ba má em xem sẽ là. Em muốn hỏi là khoảng bao nhiêu tuổi thì em mới có thể bắt đầu niềm đam mê của mình đối với mô tô ạ? Còn nhỏ tuổi mà không biết mấy tuổi, đủ tuổi lái xe chưa? Mà giấu tên giấu tuổi luôn. Giờ 5-6 tuổi mà đam mê mô tô nữa. Giờ sao Việt Nam cho mắt người nước ngoài ai ra quân kìa. Cái đó hơi căng. Cái nào căng là cho nên cần những đi. Cái bộ não mới trẻ chứ mấy bộ não già khó làm lắm. Thôi được rồi, mọi người đừng giành giật nữa. Trời ơi, đâu ai giành giật. Ai giành luôn. Mọi người đừng giành giật nữa. Trong lòng tôi đã có một cái tên, đó chính là T-Up thám tử ruột của tôi. Rồi vậy đi. Thứ hai là về đam mê về mô tô thì sao nghĩ không ai khác ngoài May. Cái gì? May là một người rất mê mô tô. Chết trai đẹp sao muốn cho cưỡi mô tô. Cái gì mà trong cái phần giải trí mà đam mê là chị thấy có mặt em hết trơn luôn á. Thì tại vì đúng sở thích của em chơi em thôi. Em thì em cũng mê mà được cái mặt em không có cái gì để cho chị mê hoặc hết trơn vậy. Sao nó không có gì liên quan hết trơn luôn vậy trời. Xong chưa chị? Xong rồi cứ. Kính thưa quý vị, chương trình du lịch kỳ thủ đến đây cũng hết thời lượng phát sóng rồi. Mong quý vị là tiếp tục gửi thư về cho thư ký xinh đẹp Sĩ Thanh nghe, cũng như là đón xem du lịch kỳ thủ được phát sóng hàng tuần thứ năm 22:45 trên HTV7. Các bạn nhớ ấn like trên trang fanpage du lịch kỳ thú và nếu có bỏ lỡ một tập nào thì hãy xem lại trên kênh YouTube của MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Du lịch kỳ thú, những thám tử vui nhộn, phát sóng lúc 22:45 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7.